Dù rửa chén bát là công việc hàng ngày, nhưng vẫn khiến các bà nội trợ ngán ngẩm và nặng nề, đặc biệt trong các dịp lễ Tết hay tụ họp đông người, đối mặt với đống bát đĩa dầu mỡ trở thành nỗi ám ảnh với nhiều chị em. Vì thế hôm nay Bách Hoa Sành sẽ mách bạn một số mẹo giúp bạn rửa chén nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn nhưng vẫn sạch tông nha. 1. Chọn dĩa có khả năng tạo bọt cao. Điều này tưởng như không có tác dụng gì nhưng lại giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian rửa chén. Với cùng một lượng chất tẩy rửa, nhưng nếu bạn sử dụng dĩa rửa chén có khả năng tạo bọt cao hơn, thì chúng sẽ giúp bạn tẩy sạch được nhiều chén đĩa hơn. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi không phải lấy nước rửa chén nhiều lần, đồng thời chén dĩa sẽ được sạch hơn khi rửa bằng miếng rửa chén có nhiều bọt. 2. Tráng sơ bát đĩa. Trước khi rửa chén, các bạn cũng nên gạn bỏ thức ăn thừa và sọt rác trước, sau đó tráng chén đĩa qua nước. Tác dụng của việc này là loại bỏ được phần lớn lượng dầu mỡ có trên bề mặt chén đĩa, cũng như làm ướt các vết bẩn khó rửa. Khi tiến hành rửa với xà bông, chúng ta sẽ đỡ mất thời gian và công sức hơn. 3. Ngâm chén đĩa trong nước rửa chén. Việc bạn cần làm là chuẩn bị một dụng cụ lớn để đựng chén, có thể là một cái thau lớn hoặc dùng chính bồn rửa chén. Tiếp theo các bạn đổ đầy nước sao cho ngập hết lượng chén bát cần rửa, cho thêm một ít nước rửa chén với lượng vừa đủ và khuấy đều để hòa tan nước rửa. Sau cùng bạn chỉ cần tiến hành rửa chén bằng dĩa có khả năng tạo bọt cao. Chén đĩa khi ngâm trong nước trước sẽ tự bong được phần lớn lượng dầu mỡ và cặn thức ăn còn sót lại. Việc của bạn là chỉ cần rửa sơ lại là chén đĩa đã sạch bong rồi. 4. Giặt giẻ và vệ sinh bồn rửa. Công việc giặt giẻ và vệ sinh bồn rửa tưởng như không cần thiết, nhưng nó lại rất quan trọng. Nó giúp bạn rút ngắn được thời gian rửa chén cho lần sau. Bồn rửa và giẻ rửa chén còn bám dầu mỡ sẽ khiến những bát đĩa tiếp theo khó làm sạch và thời gian làm sạch lâu hơn. Vì vậy, sau khi rửa chén xong, chúng ta nên giặt sạch giẻ, phơi khô và vệ sinh bồn rửa chén để tiết kiệm thời gian cho lần rửa sau. 5. Xếp chén đĩa ra rổ trước khi cho lên kệ chén. Xếp chén đĩa lên kệ cũng là một khâu rất lỉnh kỉnh và kéo dài thời gian rửa chén. Tay sau khi vừa rửa chén xong sẽ còn ẩm và trơn, khiến cho việc xếp chén đĩa trở nên lâu hơn. Vì vậy, sau khi rửa chén, chúng ta không nên xếp trực tiếp lên kệ, mà nên chuẩn bị một chiếc rổ sạch để xếp vào rổ trước. Sau khi chén đĩa đã khô hoàn toàn, các bạn có thể dễ dàng xếp chúng lên kệ mà không mất quá nhiều thời gian. Hy vọng những mẹo rửa chén mà Bách Hoa Xanh giới thiệu ở trên sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và không mất quá nhiều công sức khi rửa chén. Việc rửa chén sẽ không trở thành nỗi ám ảnh với các bà nội trợ nữa. Bách Hoa Xanh xin chào và hẹn gặp lại!